vâng xin chào mọi người và ngày hôm nay thì quang vừa mới học được một điều mới từ kênh youtube của thầy phạm thành long ở à, đây là một điều mà quang cảm thấy rằng nó vô cùng thú vị à, mặc dù là trước đây thì quang cũng đã tham gia các lớp học của thầy và đã được học về điều này rồi quang cũng đã xem cái video này trước đây rồi tuy nhiên là bản thân quang lúc đó thì cảm thấy cái việc này nó chưa thực sự hữu ích với bản thân mình và quang nghĩ rằng là à cái điều đó nó hay với thầy chứ nó không hay với chính bản thân quang. điều này bản thân mình nó chưa cần thiết lắm. thế nhưng cho đến thời điểm này khi mà bắt đầu quang quan tâm đến những cái vấn đề mà nó liên quan đến chủ đề về tầm nhìn, nó liên quan đến chủ đề về cái niềm tin, cái tư duy của bản thân mình, thì khi mà quang đi tìm kiếm những cái chủ đề đó thì vô tình lại được gặp lại ở cái video mà mình đã từng học trước đây và ngày hôm nay thì quang học cái video này với một cái tâm thế hoàn toàn khác, quang hoàn toàn tin tưởng vào nó và giống như việc là quang đang gặp được một cái uh, một cái điều mà mình mà bản thân mình đang tìm kiếm vậy, à có thể trước đây nó đã hiện diện trước mắt mình rồi nhưng mà bởi vì nó chưa nằm trong cái vùng quan tâm của mình nên là mình chưa cảm nhận được là cái điều này nó quan trọng và cho đến ngày hôm nay thì khi mà quang gặp lại được video này, quang chủ động tìm kiếm nó thì quá đã thực hành nó và cái điều này ngày hôm nay nó rất là hay vậy nên là quang muốn chia sẻ đến với mọi người à, ngày hôm nay thì quang muốn chia sẻ với mọi người về một cái bảng tầm nhìn uh, của bản thân chúng ta à mỗi chúng ta thì uh, sẽ đều có những cái ước muốn sẽ có những cái mong muốn uh, có những cái ước mơ đúng không ạ chúng ta sẽ muốn trở thành một con người như thế nào chúng ta muốn đi chiếc xe gì chúng ta muốn ở một cái ngôi nhà như thế nào chúng ta muốn đi du lịch Đến những nơi ra làm sao Và chúng ta muốn học tập Cũng như là làm việc Ở một nơi như thế nào Vậy thì chúng ta sẽ cần phải Rõ ràng về cái mục tiêu Chúng ta cần phải rõ ràng về cái điều mình muốn Điều này thì nó sẽ mang lại Cái tác dụng gì Cái thứ nhất nó sẽ mang lại cho chúng ta Đó là Cái động lực Cứ mỗi một ngày khi mà chúng ta cảm thấy chán nản Chúng ta cảm thấy mệt mỏi Chúng ta cảm thấy mất động lực thì chúng ta chỉ cần nhớ đến những cái mục tiêu của mình nhớ đến ngôi nhà mình muốn ở nhớ đến cái xe mình muốn đi thì ngay lập tức chúng ta sẽ có nhiều động lực hơn để chúng ta có thể là nỗ lực làm việc cũng như là khi mà chúng ta muốn học tập những cái điều gì đó đúng không ạ thì chúng ta hoàn toàn là có thể sử dụng cái phương pháp này mình muốn trở thành một con người như thế nào có dáng đứng cách ngồi cách đi lại giao tiếp phong thái như thế nào chúng ta hoàn toàn có thể À, vẽ ra những cái chân dung mà mình muốn và sau đó thì mình nhìn theo nó để mình thực hiện và ngày hôm nay ở đây thì quang đã ghim được rất là nhiều mục lên cái bảng mục tiêu của mình như là phần liên quan đến nhà liên quan đến phong cách liên quan đến xe đến du lịch dáng ngồi à, văn phòng mà quang muốn những cái dáng đứng mà mình muốn hay là những cái kiến thức liên quan đến kinh doanh như là email marketing à, ờ, như là làm fanpage thu nhập thụ động những cái thói quen tốt tư duy triệu phú tài chính dáng đi marketing hay thậm chí rằng là quang đã ghim rất là nhiều những cái bức ảnh vào đây liên quan đến chụp ảnh cho nữ để có thể chụp ảnh cho người vợ của mình khi mà đi du lịch đó vậy thì mọi người chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó là khi mà mình thiết kế được cái ước mơ của bản thân mình đúng không ạ chúng ta thiết kế được ví dụ như là mình muốn là trở thành một con người là một doanh nhân Uh, một người mà có được cái sự uh, chín chắn, một người mà có được một cái phong thái điềm đạm, đúng không ạ? thì chúng ta hãy ghi lại những cái dáng ngồi này và hàng ngày thì mình có thể bắt trước, mình học, mình ngồi giống như họ và sau một khoảng thời gian thì nó sẽ tự nhiên in vào trong tiềm thức của chúng ta và lúc này chúng ta hoàn toàn có thể ngồi được giống như những người này. hay là Ví dụ như mọi người chúng ta muốn rằng là mình sẽ ở một cái ngôi nhà như thế nào, đúng không ạ? Thì ở đây con đã ghim vào những cái ngôi nhà mà mình mong muốn. À thì ví dụ như là con muốn một ngôi nhà nó giống như thế này. Đó và nhìn vào cái điều mà mình muốn thì có phải là chúng ta cảm thấy rất cảm xúc không ạ? Mọi người chúng ta có thể là nhìn thấy à, ngôi nhà mà chúng ta mong muốn ở trong mơ của mình nó là như thế nào. Hay là ví dụ như một ngôi nhà này cũng là một ngôi nhà mà Quang mong muốn này, đó một căn nhà nhỏ và có ở uh, những cái không gian rất là đẹp ở xung quanh cảm giác rất là bình yên đúng không ạ? Thì đây cũng là một điều mà Quang rất là mong muốn. Chúng ta hãy ghim những cái ngôi nhà mà mình muốn vào, hãy ghim vào đây những cái chiếc xe mà mình muốn và hàng ngày chúng ta hãy nhìn ngắm nó. Đó chúng ta hãy nhìn ngắm những cái chiếc xe này để tạo cái cảm hứng cho chính bản thân mình và một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. À có một cái câu nói rất là hay mà Quang rất ấn tượng đó là bạn sẽ đạt được những cái điều gì mà bạn mong muốn đó bạn sẽ chỉ đạt được một điều gì đó khi mà bạn biết rõ cái điều đó là gì đó khi mà chúng ta biết rõ cái mong muốn của mình là gì hay ví dụ như quang ước mơ rằng cái văn phòng của mình nó sẽ trông như thế này đúng không ạ ngồi ở một trên một tầng cao ở một cái bàn rất là đẹp trong một căn phòng rất là sang trọng và sau đó nhìn ra ngoài trời hay ví dụ như đây con cũng muốn rằng là à có một cái văn phòng nhìn nó thiết kế nó cũng hiện đại như thế này đó và chúng ta cần phải có cho mình những cái ước mơ đó có cho mình những cái hình ảnh nó đã hiện sẵn ở trong đầu hay đây là một văn phòng à, của nhân viên khi mà ngồi làm việc đó một cái môi trường nhìn rất là mát mẻ đúng không ạ đó chúng ta cần phải rõ ràng về những cái điều này hay là ví dụ như chúng ta có thể lưu lại đây những cái ý tưởng để tạo ra được cái thu nhập thụ động cho bản thân mình Đấy, thu nhập thụ động như là ví dụ cho thuê phòng tiếp thị liên kết tất cả mọi thứ đó có 30 cái ý tưởng thu nhập thụ động ở đây đó hay là ví dụ khi mà chúng ta kéo xuống bên dưới thì có cả đây à, nguyên tắc giao tiếp vạn người mê chúng ta có thể bấm vào nút lưu và quang sẽ lưu cái điều này vào đó là gì ạ à, giao tiếp chẳng hạn Đấy, giao tiếp chúng ta sẽ lưu những cái này lại để hàng ngày là mình có thể học tập và mình phát triển bản thân uh, con người mình lên chúng ta sẽ có được những cái thói quen tốt À, và có được những cái kiến thức mà mình cần thiết đó hay ví dụ như bây giờ quang cần những kiến thức liên quan đến marketing liên quan đến rồi ví dụ như là uh, làm fanpage đó ví dụ như là fanpage checklist đi checklist building fanpage checklist building đúng không ạ tức là cái checklist mà chúng ta cần phải làm hàng ngày để xây dựng một cái ở uh, fanpage cho mình, đấy chúng ta hoàn toàn có thể là gõ vào đây để xem là, xem là chúng ta cần phải làm những cái việc gì đó, hay là ví dụ chúng ta gõ là fanpage checklist thôi, đó fanpage checklist, đó đây, thì chúng ta sẽ có thể lưu vào đây đúng không ạ, bấm vào đây lưu nó lại vào cái trang đó là làm fanpage thì ngay lập tức là chúng ta cũng đã thêm vào nó vào đó đây hay là ví dụ chúng ta muốn học về quảng cáo đúng không ạ thì chúng ta có thể là gõ là ads checklist facebook đó ads facebook checklist thì mọi người chúng ta có thể gõ vào đây như vậy nó sẽ hiện ra rất là nhiều À, nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái hồ sơ như vậy ví dụ quang gõ vào đây là tạo bảng là chạy quảng cáo đó đó và ở bên dưới nó cũng sẽ gợi ý cho chúng ta rất là nhiều những cái kiến thức để mọi người chúng ta hoàn toàn có thể học tập uh, và làm theo thì đây được gọi là một cái bảng tầm nhìn đó một cái bảng uh, tầm nhìn vision của chúng ta hàng ngày chúng ta sẽ vào đây để mình uh, luôn luôn nhớ cái mục tiêu của mình đúng không ạ chúng ta cũng học tập thêm được rất nhiều điều mới ở trên cái bảng mục tiêu này và gần như tất cả mọi thứ thì ở đây nó đều có và đây nó là một cái website có tên là pinterest mọi người hoàn toàn có thể tải cái pinterest này về để chúng ta sẽ có thể là làm việc cũng như là học tập ở đây ok và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này à, và rất là cảm ơn video của thầy phạm thành long đó đã giúp cho ngày hôm nay thì quang đã có thêm được một cái kiến thức mới và mọi người chúng ta cần phải nhớ rằng tất cả những cái điều gì mà chúng ta được học ấy nó đều rất là quan trọng và có thể là nó chưa nằm trong cái vùng quan tâm của mình nên là mình cảm thấy rằng nó chưa hay thôi nó chưa quan trọng thôi nhưng mà đến một thời điểm chúng ta cần nó chúng ta tìm lại nó thì không hiểu sao cái video đó nó lại hay lạ kỳ như vậy và ngày hôm nay quang đã thực sự thẩm thấu được những kiến thức này À, và mong muốn chia sẻ điều này đến với mọi người thì chúng ta có thể áp dụng nhá nguyễn đình quang xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo